Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với tiết luyện từ và câu ngày hôm nay. Ở những tiết luyện từ và câu trước, các em đã được học cách nối các cái câu trong một câu ghép, phải không nào? Vậy muốn liên kết các câu trong một đoạn văn, chúng ta dùng những cách nào? À, bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em hiểu được điều đó nhé. Cô trò chúng ta cùng nhau qua bài học ngày hôm nay, liên kết các câu trong bài bằng cách lập từ ngữ. Qua bài học ngày hôm nay, các em cần nắm những nội dung sau: hiểu và nhận biết được những từ ngữ lọc dùng để liên kết câu, hiểu được tác dụng của việc lọc từ ngữ, từ đó áp dụng các kiến thức đã học để hoàn thành bài số 2, trang 72 sách giáo khoa. Nào, các em đã mở sách giáo khoa trang 71, 72 học bài chưa? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần nhận xét nhé. Trong câu in nghiêng dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước? Đền thượng nằm chóp vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay sập sờn như đang múa quạt xòe hoa. Đoàn Minh Tuấn. Cô đã đánh dấu số thứ tự 1 và 2 để chúng ta sẽ theo dõi. Vậy, các em cho cô biết từ nào ở câu số 2 lặp lại từ đã dùng ở câu số 1 nào? À, chúng ta thấy rằng từ đền ở câu số 2 được lặp lại từ đền đã dùng ở câu số 1, phải không nào? Vậy thì cô thay từ đền ở câu số 2 bằng các từ như là nhà, chùa, trường, lớp, thì hai câu trên có còn gắn bó với nhau không? Với yêu cầu này thì các em thử thay thế từ đền với một trong bốn từ in đậm. Sau khi thay thế, các em đọc lại xem hai câu đó có liên kết ý với nhau không nhé. Bây giờ cô dành cho các em thời gian để tìm câu trả lời. À, các em đã có câu trả lời chưa? Cùng nhìn xem đáp án cô nhé. Khi cô thay thế từ đền bằng từ nhà hoặc bằng từ chùa hoặc trường hoặc lớp thì các em có thể thấy là câu số 1 nói về đền thượng, đúng không nào? Vậy thì câu số 2 sẽ nói về một ngôi nhà hay một ngôi chùa, một ngôi trường hay là lớp. Vậy thì giữa hai câu không có liên kết vì mỗi câu nói về sự vật khác nhau. Vậy thì chỉ có một từ, đó là từ đền, phù hợp với đoạn văn trên. Việc lặp lại từ đền trong trường hợp này có tác dụng gì? À, việc lặp lại từ đền giúp cho hai câu trên có sự liên kết chặt chẽ về nội dung. Nếu không có sự liên kết giữa các câu văn thì sẽ không tạo thành đoạn văn hoặc bài văn. Qua ví dụ đầu tiên thì chúng ta có kết luận sau. Trong bài văn, đoạn văn, các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau. Để liên kết một câu với câu đứng trước nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước. Và đây cũng chính là nội dung phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 71. Các em đọc lại ghi nhớ để nắm kiến thức hơn nhé. À, để giúp các em nắm vững kiến thức hơn về cách liên kết câu bằng cách lập từ ngữ, cô mời chúng ta cùng qua phần luyện tập nhé. Nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành bài số 2, trang 72. Bài số 2 yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài số 2 yêu cầu chúng ta chọn từ ngữ trong một đơn thích hợp với mỗi ô trống để các câu, các đoạn được liên kết với nhau. Những từ như cá sông, tôm, thuyền, cá chim và chợ. Các
Các em chú ý đọc thầm yêu cầu của bài, suy nghĩ kỹ giờ chọn từ ngữ trong mục đơn thích hợp, tìm vào chỗ trống để các câu, các đoạn được liên kết với nhau. Cô mời các em cùng làm bài. À, cùng xem đáp án với cô nhé. Đây chính là đáp án của cô. Vậy các em có thể thấy ở câu thứ nhất có cụm từ những đoàn thuyền. Vậy những câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 và câu 6 lặp lại từ thuyền, giúp chúng ta có tác dụng liên kết các câu trong một đoạn văn. Tương tự như đoạn số 2 thì có từ chợ ở đầu câu đúng không nào? Từ chợ lặp lại từ chợ ở câu số 7 giúp cho đoạn văn liên kết giữa đoạn 1 và đoạn 2. Và trong câu số 8 các bạn thấy là có từ tôm, cá đúng không nào? Vậy thì ở câu số 9, 10, 11, 12 cũng được lặp lại, có tác dụng là liên kết các câu trong đoạn 2. Cô đã vừa sửa xong bài tập số 2. Chúng ta cùng nhau sửa bài này vào vở bài tập tiếng Việt trang 40 nhé. À, bây giờ các em cùng nhìn lên màn hình. Cô giới thiệu cho các em một số hình ảnh sau. Đây chính là khung cảnh buổi chợ của người dân vùng biển phải không nào? Sau khi đánh bắt cá thì họ sẽ đem cá tôm lên trên bờ để bán ở dọc bên biển. Rồi, các em có thể thấy đây là một hình, những hình ảnh thuyền để đánh bắt cá ở ngoài biển. À, các em có biết đây là cá gì không? À, đây chính là loài cá song. Cá song hay còn gọi là cá mú, là một thực phẩm bổ dưỡng được chế biến rất nhiều món ăn ngon. Và cá song sống ở bên bờ mình có vảy hoặc nhiều chấm tròn. Và thứ hai đó là cá chim. Cá chim là một loài cá biển sinh sống chủ yếu ở vùng biển Việt Nam. Nổi bật trên cơ thể là mình mỏng và cao, vảy nhỏ, vây lớn. Cá nhụ là loài cá sống ở tầng đáy vùng ven biển, tạo thành các đàn cá lẻ nhỏ. À, cô đã vừa cho các em xem xong những loài cá, những loại thuyền và những khung cảnh ở ngoài biển phải không nào? Vậy thì các em đã biết rằng biển cho chúng ta rất nhiều cảnh đẹp, cho chúng ta bầu không khí trong lành và cho chúng ta những nguồn hải sản ngon, quý giá phải không nào? Vậy chúng ta cần yêu quý biển, giữ gìn vẻ đẹp của biển, cần khai thác hải sản một cách hợp lý, bảo vệ môi trường, không xả rác xuống biển. Và ta quý trọng những ngư dân ngày đêm đánh bắt cá phục vụ con người nhé. À, cô và các em vừa tìm hiểu xong bài lệ từ và câu. Qua bài ngày hôm nay, các em cần nắm những nội dung sau. Thứ nhất, trong bài văn, đoạn văn các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau. Để liên kết một câu với câu đứng trước nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước. Các em nhớ ghi nhớ nội dung này trong bài nhé. Sau bài học, các em nhớ ôn lại cách liên kết câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ và sửa bài tập số 2 trong vở bài tập tiếng Việt trang 40 nhé. Đừng quên chuẩn bị bài tiếp theo, liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ, sách giáo khoa trang 76. À, cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong tiết luyện từ và câu, liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ hay không nào? Cô mong rằng các em sẽ áp dụng những kiến thức đã học để làm bài tập một cách tốt nhất nhé. Tiết học của chúng ta đến đây hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Xin chào và tạm biệt tất cả các em.